Thì hôm nay là mình khai trương nên cũng có nhiều thứ chắc nó cũng rối, bạn chứ không có hoàn hảo, giống như là nó run dài hạn nên có gì giờ hôm nay mọi người tới khai trương thì thông cảm giúp mình nha. Em đi từ lúc 6 giờ sáng. Trời ơi, đi từ lúc 6 giờ sáng lên từ Dallas chạy từ trên Đà Lạt xuống Houston để ăn luôn, dạ, thiệt sự luôn. Đó, bên Cali qua luôn. Trời ơi, cảm ơn hai chú nhiều nha. Trời. Rồi, cảm ơn chị. Để ngồi xíu nha. Austin luôn hả? Ừ, trời ơi, Austin nên là 7 giờ sáng là phải đi rồi. Trời ơi, 7 giờ sáng luôn, Chicago luôn hả? Trời ơi, em ơi, đi từ Boston luôn. Boston, 2 ngày, lái xe xuống. Lái xe xuống luôn, lái xe xuống đây 2 ngày từ Boston. Để hơi đi. Để hơi đúng không? Trời, lên mạng tưởng là con tôi, thấy mẹ luôn, trời ơi, thiệt. Rất là cảm ơn anh Khoa là làm cái đậu theo khẩu vị của người Việt Nam. Đúng rồi, quý vị. Ăn rất là ngon. Bé bao nhiêu tuổi con? Mới có 3 tuổi rồi. 3 tuổi, rồi, đó là rồi. Bà nhiêu tuổi rồi, ngồi nhiêu tuổi? Ôi, ngồi được giảm á, ngồi là người được giảm đó. Tại vì bạn này 2, 4, 6, 8 là ngồi là người được giảm á. Ngồi là được ri. Đây là niềm vui ở tại Mỹ. Thì bạn ở Việt Nam sẽ có quà luôn. Thì mình sẽ tặng 4,5 triệu tiền cạc cho các bạn. Thì các bạn nào mà nạp không kịp trên màn hình thì mình vẫn tặng ở dưới comment. Thì bạn comment nhà mạng mình sẽ tặng các bạn mừng khai trương chung với mình. Thì bây giờ tới giờ đẹp là hôm nay là 11 giờ rồi. Sẽ nhảy lon, mình phải nhảy lon để cho mọi người vô ăn luôn các bạn. Ok không? Ok, bây giờ đây là đội lon sẽ bắt đầu khai trương rồi các bạn. Nhớ comment ở dưới nhà bạn nha. Ok, theo chung mình. Bắt đầu rồi. Hâm okay. Hộ của anh em dạ. Năm rồi. Bên nào? Bên này hả? Rối quá hả? Cho con phỏng vấn xíu dạ. Rồi. Rồi. Để lâu này. Đó.
rồi, nhà lòng mình Mỹ chứ mình Việt Nam nha các bạn. Đó. Thấy không, lòng đẹp không bạn? Đói quá. Bắt lại, bắt lại, bắt lại nè. Thấy gò chân rồi ghê không? Thôi quá, thôi quá. Em kêu mở cửa sau quá đi. Dạ, dạ, cảm ơn con. Nam ai mà đông đó, ráng mở rộng ra thêm. Dạ dạ dạ. Chưa bao nhiêu đây á, không có đủ chỗ hội đâu rồi. Thêm nhiều bàn nữa. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Đó. Bên nào? Đây chị bạn ra cái vợ anh đang dập. Rồi. Thôi để bạn bắt chiến cho nó ngầu quá đi. À. Là nghi thức anh. Là dạ. Là nghi thức hả? Nghi thức để ăn cái này là sao? Dạ nghi thức do giống ăn cho ăn rau cải cho cho nó. À dạ. Nó thịnh nó mượn hả? Chỗ đặc biệt đó, cho con mai bắt cho à. Anh may mắn á. Dạ. À. Đúng rồi. Chuỗi với mấy cái con quỷ qua cho chúng. À. Dạ. Dạ. À. Ném cái này, ném là anh chụp hả? Anh chụp hay sao? Anh chụp. À, anh chụp đúng không? Vậy cái này anh cầm giùm anh cái. Ơ. Không bằng. Đây đúng không? Dạ. Yeah. Cái này theo đạo là anh nếu mà anh ăn cái lợn thì cái con lợn nó ăn rồi á. À. Nên bây giờ nếu mà anh đem về anh ăn á thì lại anh ăn cái lợn vô. À, cái lợn đúng không? Yeah. Giờ là nó may mắn đúng không? Dạ. Yeah. À, ok đúng rồi. Là kêu là may mắn. Này Long ăn không nhẽ là may mắn các bạn. Ok. Lại đúng không? Khá chưa? À, cảm ơn anh. Đó, đây Long cho mình các bạn. Dạ, cảm ơn. Thank you. Rồi. Khoan khá chưa? Rồi, đó. Rồi, các bạn. Rồi, vô ăn thôi, đói bụng rồi kìa. Đói bụng. Không đĩa đói bụng chưa? Ông địa bụng bự. Đây là. Cảm ơn anh Khoa. Ok, cảm ơn anh. Em đứng hình em với anh nha. Ok. À, chị chủ của lần bóng này đấy hả? À, đây nè. Chị đẹp như bóng luôn. Rồi. Ok. Dạ, okay. Dễ thương lắm á. Người nhà cô đó. May mắn. May mắn phát tài nha. Rồi, cái này là mình sẽ đem vô nhúng lẩu luôn các bạn. Nhúng lẩu tại cái này ăn vô là may mắn. Sẽ mở được cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Bình lần nói. cho cô một lá đi. Cho con lá đúng không? Ừ. Đó, xì bắt lọc. Cô ăn nha. Dạ dạ ok cô. Để chút nữa nó hết. Đó, cái này là quan niệm may mắn trong khai trương các bạn. Thì bên Mỹ thì cũng khai trương mình cũng chưa biết là giống bên Việt Nam hay không. Nhưng mà thấy con cá thú vị. Ok. Rồi. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ vô thăm nhà hàng xíu đây nha mọi người. Rồi, coi chú 4 năm. Cảm ơn. Rồi. Đợi xíu chú thông cảm này. Rồi đỡ khó chưa? Đỡ chút thôi. Đỡ chút.
Thì hôm nay là mình khai trương nên cũng có nhiều thứ chắc nó cũng rối, bạn chứ không có hoàn hảo giống như là nó run dài hạn nên có gì giờ hôm nay mọi người tới khai trương thì thông cảm giúp mình nha. Thì cũng khá là đông, không phải xếp hàng chờ này nọ, thì tại vì đang làm lễ nhảy lon nhảy cái nửa tiếng hồ luôn á. Rồi trong này nó khói mấy ông. Cái không gian trong này của tôi nó khói in xèo luôn. Đó. Thì vào đây mình sẽ cho bạn coi thử cái mô hình mình làm lẩu như vậy là cái gì. Thì mô hình lẩu trong này của mình là sẽ là chuyên về gọi là xiên que. Xiên que nhưng mà làm theo kiểu cao cấp hơn một chút, nhưng mà thực sự là cái đây là hôm nay là ngày khai trương nên nó vẫn chưa có gì là perfect hết á. Nó còn kiểu như là khoảng 60%, 70% thôi, thì nó sẽ improve cải thiện từ 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 từ. Thì rất là mong anh chị thì hôm nay là cái ngày là mình chỉ tiếp nhận ý kiến để mình improve cải thiện hơn các bạn, tại vì mình cũng chưa biết là mọi người thích cái gì rồi muốn ăn cái gì, thì cứ đóng góp ý kiến mình sẽ cải thiện cải thiện từ từ từ. Đang 60% nó sẽ thành 70%, 80%, 90% các bạn. Bên này thì mình để bên này là hàng thịt, thì để mọi người thích ăn thịt gì lấy thịt đó. Mình gồm có là nó bạn thấy em rip eye, bot belly, rồi lamb, thịt cừu, thịt lò đầy đủ, chicken theo thứ tự mình dán đó các bạn. Đó. Thì muốn là ăn gì thì mở đây để cho lái cho thoải mái. Biết sao? Là xem là cái tủ đó các bạn, tại vì nhiều khi mình sợ các bạn tới quán buffet xong bạn kêu thịt đó, bạn ngại. Dạ. Dạ. Mấy đứa nhỏ vậy là có tính không? Dạ, không, mấy dưới 5 tuổi trở xuống là không tính tiền. Dạ, 5 tuổi xuống không tính tiền. Dạ. Thì á mình muốn cái tủ nó như vậy á để chú cứ đi thoải mái con không sao đâu, cứ đi qua thôi. Mình muốn cái tủ đó lấy đồ như vậy là nhiều khi vô buffet thịt đó là các bạn kêu thịt lên ăn không thoải mái, rồi kêu phục nhân viên phục vụ lâu. Nên mình để luôn cái tủ thịt đây là ai muốn tới ăn lấy ăn thoải mái luôn. Thì quay trước bên này là hải sản. Qua đây cái men qua đây cho bạn xem nè. Thì cái đây là mình sẽ làm mô hình theo kiểu là xiên que gì nè, cái men quay gần gần xíu nè, xiên đúng không? Nãy quay men quay rồi đúng không? Đó, xiên theo kiểu này. Đó. Thì cái loại hải sản bên này. Bạn ăn thoải mái mẹ ôi gì cái ít nha. Đó. Thì hướng qua bên này, nãy có cái men quay bên này chưa? Đó, mình sẽ cải thiện từng món cho nhiều hơn nữa. Đó, các loại nấm củ quả. À. Còn hướng bên này thì rau. Cái loại rau này thì sẽ không có rau xà lách này, rau này rau của lon, nhưng mà rau này rau hiếm. Rau này rau hiếm không có nha. Đó. Ủa thịt ở đâu vậy? Thịt dưới này thịt đó có cái tủ thịt luôn đó. Con cứ không, con cứ vô hết đi nhà hàng đi vòng vòng là đồ ăn đó, con lại con phân bố để cho mọi người đi vòng khỏi bị đụng chỗ này, nó sợ đông quá không nó dính. Nó thì mọi người nhớ thịt là nằm ở dưới, còn hải sản trên này. Hai con. Dạ. Đó giờ mình nãy giờ mới thấy lên lẩu đó. Chụp hình rồi. Rồi ơi. Thông cảm nha, chờ lẩu lâu không? Không chờ. Tại ngay cái đầu khai trương nên nó vậy đó. Rồi. Giờ ngồi xuống đây, ngồi xuống cái chụp hình cái nè. Ngon không? Ngon không? Nước lẩu ok không? Nước lẩu sao? Cho cảm nhận rồi. Chưa thử hả? Chưa thử hả? Rồi. Đây. Bàn này gọi thoải mái không ta? Rộng thoải mái không? Thật sự là tôi cũng biết nước lẩu ngon hay không nha. Cái này là hơi lầy. Đây là có vị gì? Đây là mấy kêu mọi người kêu vị gì đây? Cà chua nấm. À, cà chua nấm. Nước xương. Đây, gà men qua cho bạn coi luôn, review luôn. Tôi cũng chưa review lần nào hết. Cà chua nấm, nước xương, thập dân. À, thật sự là mình nói thật sự luôn là mình cũng chưa ăn mấy cái vị tôm dâm tôm giết nên mọi người ăn á, mọi người ăn nhớ đóng góp ý kiến là để cải thiện nha, tôi chưa biết là nó như rồi ngon miệng nha. Trời ơi, ok ok rồi rồi từ Dallas 4 tiếng to qua như Dallas. Nam Minh lên Dallas chơi em. Ok, bữa sau anh lên. Đi lúc mấy giờ? Em đi từ lúc 6 giờ sáng. Trời, đi từ lúc 6 giờ sáng lên từ Dallas chạy vừa trên Đà Lạt xuống Houston để ăn luôn. Dạ, thiệt sự luôn. Anh Khoa thì xem video của anh Khoa nhiều lắm luôn. Giảm 10% nha, bữa nay là giảm 10% á. Hôm nay mọi người tới ăn là một tháng đầu là giảm 10% luôn. Tôi tính giảm 5% thấy vui đó, giảm 10% luôn. Ok, rồi. 1 2 3. Rồi. Ok. Rồi mọi người nhớ là chị em dưới 5 tuổi là được free. Khoan khoan không, trước mà. Đi 5 á là tặng 1. Giảm 10%. Bây giờ cái vé nó đó. Rồi. Ok. Rồi ok. Rồi chụp thêm một bôi. Chụp thêm một bôi nữa nãy hơn. Em bôi nữa. Em dạ. Chú ở đâu? Chú ở bên Houston này luôn hả? Houston. Dạ. Rồi, đây nè, bôi nữa.
Đón hoài mà sao thấy chưa mở cửa bữa nay. Dạ, mở cửa bữa nay mở. Cao không? Cao bữa nay thấy cao không? Cao. Rồi. Ra cái view khác chụp đi nè. Qua đây đi. Qua đây. Qua đây. Thiệt tình luôn. Đây, qua đây cho nó sáng sủi coi nè. À, rồi, đây. Ủa sao cao quá, cao quá vậy? Ừ. Ủa bên này chứ lộn. À, bên nào? Ủa, lộn. Rồi nhìn điện thoại á. Rồi ok. Dạ. Hôm nay thấy cháu lên YouTube cháu nói gì tặng thẻ điện thoại gì tùm lum. À có, tặng cho cháu bên Việt Nam. Tại vì rất là nhiều người xem ở kênh con bên Việt Nam á, người ta không ăn được bên này nên con muốn tặng thẻ cho người Việt Nam cũng chung vui thôi. Nhưng mà bên này người Mỹ á, mình ăn á là được giảm 10%. Rồi bên này chú đi xem mình có giảm không? Có, giảm 10%. Là bữa chú đi kêu đi tới 5 người đây là được tặng một người ri, là 6 người là người thứ 6 được ri. Đó. Chị em mà dưới nào đây là chị em dưới 5 tuổi là ri. Đó. Bé bao nhiêu tuổi con? Mới có 3 tuổi thôi. 3 tuổi ri, đó là ri đó. Đó, phải không? Em đợi phải 2 tiếng không? Tiếng. Rồi ok, đợi 2 tiếng mới có bàn nữa. Dạ. Thiệt tình. Ok. Thôi ngày khai trương anh cũng chúc em thành công. Rồi, cảm ơn anh. Mời quá. Nãy giờ anh ăn vị gì? Nãy giờ anh ăn vị lẩu gì? Lâu lâu. Mấy ngày đầu có gì sai sót anh bỏ qua nha. Nhớ đóng góp ý kiến để cải thiện. Ok không? Chúc em thành công. Rồi, cảm ơn anh. Anh nghĩ là 300 trăm mình thành công. Nổi tiếng quá. Ok. Ok em ha. Ok, cảm ơn anh. Để đi dạo qua vòng ở đây coi hả? Ok. Đó. Thấy ngoài trên YouTube đó. Trời ơi, lẩu mỗi. Dạ, cảm ơn chú. Sao ngon không? Em nướng lẩu ok không chú? Ngon, sao ngon lắm chú. Nhìn màu sắc màu mè. Dạ. Con 102. Chứ sao con muốn là phải nước lẩu nó phải ngon là mình ăn mình húp được mình cảm nhận được nó ngon chứ nó không phải lạc. Anh Cali qua chơi qua đi chơi qua Houston chơi. Đó, anh Cali qua luôn trời. Ơi, cảm ơn hai chú nhiều nha. Rồi ăn ngon miệng nha. Con đi dạo một vòng cái. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. À. Trời. Rồi, cảm ơn chị. Để còn xíu ăn. Austin luôn hả? Ừ, trời ơi. Trời ơi. Nhớ tình. Xong cái này đã, xong này ổn định phải run nó kiểu như là để nó mình tập cho nó smooth đã, sau đó mới mở tiếp. Đó. Ngưỡng mộ lâu lắm rồi nghe nói tưởng lâu hôm trước nghe đồn cái gì đóng cửa. Đóng cửa. Không, không có đâu. Đi nghe à, đi ngon quá. Đi kiếm hoài cái dạ. Ngày hôm qua nghe em à. Mở rồi. Dạ, dạ. Đi xuống liền đi dạ. Xuống chứ không để đông lắm. Ok. Dạ, dạ. Nên là 7 giờ sáng là phải đi rồi. Trời ơi 7 giờ sáng luôn. Ở đây 6 giờ sáng 7 giờ sáng rồi không là đi ừ. Từ trên Dallas nãy có cô kia trên Dallas chạy xuống này. Trời ơi. Cái hình rồi ok. Picture. Yeah. Ok thôi rồi, ngon miệng nha. Rồi cảm ơn. Rồi bay xuống bên nào? Chicago luôn hả? Trời ơi. Em ơi. Ngon miệng nha. Nhớ ăn nhiều vô cho bù lại nha. Dạ. Rồi. À nãy giờ. Trời ơi. Là xuất sắc không? Ngon. Ngon chị. Tỏ xuất sắc luôn. Nhưng mà hồi nãy chị cũng hỏi mấy người thấy à có nghĩa là anh cho nhỏ nhạc xuống đi, nhỏ nhạc đúng xuống rồi. Ngày đầu tiên á là không à. Tránh khỏi sự mà có những cái là mình dạ. À nó vụng về dạ đúng rồi nhưng mà cái vị lẩu rất là ngon dạ. À, đó là cái con mở lâu đây là tại vì là phải tốn thời gian để làm cho nước lẩu nó thực sự là ngon lên để cho mọi người vô ăn là chứ không phải là nó nhạt như nước ốc cái mình nhúng đại vô xong mình là xong đúng rồi đó. Rất là ngon rất muốn ngon. Là phải ăn nó đậm rất vị rất là ngon đó rồi cảm ơn cô nha con đi dạo một vòng xíu nha rồi cảm ơn cô nha cảm ơn chú dạ 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 rồi đi ăn một mình vậy. À, trời một mình ăn bốn nồi luôn là trời ơi big này fan, big fan came from Boston đây từ Boston luôn Boston. Trời anh này từ Boston qua các bạn coi ăn một mình bốn nồi luôn đúng không trời ơi ăn kiểu này tôi lỗ chết luôn tôi đã giảm 10% rồi chứ bữa nay là khai trương giảm 10% bữa sau nhớ đi năm tặng một nhẫn nếp tới nữa giữa 5 tuổi là ri hết à, đúng rồi đấy nó gì đi từ Boston luôn Boston hai ngày lái xe xuống lái xe xuống đây 2 ngày từ Boston. Trời ơi, bờ đông các bạn, Boston là bên gần New York rồi đó. Trời ơi, thôi ăn ngon miệng nha. Thank you. Ngồi kìa, lấy ít quá vậy, lấy nhiều xíu. Thank you. Ok, trời. Wow, bên nào? Cao quá, ông tay ông mới kéo chân đó. Ông kéo chân. Bé lấy hơi đi. Bé lấy hơi đúng không? Bé lấy hơi đi. Rồi tôi có biết bé đâu, sao bé sao? Đây đúng không? Rồi. Rồi. Nhìn đi con.
Trời, lên lên mạng tưởng là con tôi thấy mẹ nó. Trời ơi, thiệt tình luôn. Ok, bye bye mẹ nha. Ok. Trời ơi, cô chú. Đủ không? Đây nó. À, trời ơi. Sao ok ngon không chị? Bắt tay cái coi. Trời ơi. Ăn cay luôn là biết rồi đó. Để ngồi xíu coi. Trending luôn á, là kết hợp giữa Sabuzon, hay là lẩu xiên que. Lẩu xiên que. Mình nữa làm phải đặc biệt, phải độc lạ nhá. Và rất là cảm ơn anh Khoa là làm cái lẩu theo khẩu vị của người Việt Nam. Đúng rồi quý vị. Rất ăn rất là ngon. Giống mấy kia, đúng rồi, có mấy vị nhiều khi nó lạc bên mấy chỗ khác nó lạc, dạ, đúng không? Rồi. Nó ăn không, nó có đậm đà, là phải làm cho đậm đà. Thôi ngon miệng nha, cảm ơn anh chị nha. Trời ơi. Ở bên mình ở Houston đây luôn hả? Dạ vâng. À ok. Vậy hả? Chị quán ngay sữa hả? Trời ơi. Ăn này xong về uống trà sữa là y bài rồi đó. Ăn lẩu này cay lắm nè. Thiệt tình. Rồi cô chú. Trời trời, nãy giờ cái bàn này như ngồi từ đầu luôn đúng không? Đúng rồi, 9 giờ sáng. Bánh từ 9 giờ sáng là xong kẽm. Lẩu ngoài kia xong rồi vô. Rồi bàn đầu tiên luôn. Rồi là lấy đồ ăn luôn, mặc chưa có nước lẩu. Ngồi tới cái nửa tiếng tiếng có nước lẩu. Tại em biết. Ngày đầu nó hơi bị như gặp chút bồ xíu. Dạ. Bạn biết cái vị này sao bị lẩu chị thấy sao? À thích nào nhất? À tôm chim với tomato đó, tôm chim với tomato là ngon nhất ha. Trời ơi, bữa nay là mình đi. Bữa nay là mình giảm 10% cả tháng luôn nha. Ngon. Đi đi năm là tặng một. Rồi trẻ em dưới 5 tuổi là ri. Năm người mà có 4 cái. Nó vừa cái thì giờ 4 vị thôi. Bình thường người ta có 2 vị, ở đây 4 vị như vậy là quá nhiều. Rồi chính đi. Giảm 10%, giảm 10%. Được được. Trời ơi, ăn nha, ngon miệng nha. Rồi ok anh. Tay để vô dạo vòng xíu. Trời ơi. Sao mà nó hơi cầm lên cái đồ ăn chưa lên đủ nè. Lấy cái đồ ăn còn mà. Đó. Cua đâu? Đâu rồi? Cua tôm mà ăn rồi hết rồi. Hết cua rồi, trời ơi lấy hết cua. Đây thì phim rồi. Trời ơi. Ủa, bàn này là chào, chào cô chú. Đủ không? Đủ đủ không con? Cho con ngồi xíu coi. Cô coi. Dạ cảm ơn con. 1, 2, 3, 4, trời ơi đông quá luôn. Ở đây đó là con nói là ăn 5 tặng 1. Nó có nghĩa là giờ cô với ăn đi là dư rồi, là được được giảm một người. Còn để gì cũng giảm 10% nữa. Đó. Cô chị. Cô lại đi 10. Đi 10 mới được giảm 2 đó. Bữa sau bữa 8 giảm 1. Bữa sau là chú là đi phải thêm 2 người nữa. Ok. Đó là 10 người. Là phải đi 12 người mới là được giảm 2 người. Ví dụ này. Không, một tháng này là được giảm 10% hết. Dạ. 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 Giờ bà nhiêu tuổi rồi? Là ngồi nhiêu tuổi? Trời ơi, ngồi được giảm á, ngồi là người được giảm đó. Tại vì bạn này 2 4 6 8 là ngồi là người được giảm á. Dạ đúng rồi, gọi là được ri. Vô là vô đi ủng hộ. Đúng rồi. Mà sao ăn cay, cái này bị cay mà ăn được luôn hả? Cay không? Ăn cay hết luôn. Đó, này mình có cái vị này gọi là vị lẩu tứ xuyên gì đó là cay. Không cay lắm hả con? Ăn cay vẫn được đúng không? Ô, người Việt mình ăn thoải mái mà. Đó các bạn, vị lẩu nhìn đẹp không? Trời ơi, chưa thấy cái nồi lẩu mà nó đẹp mà nó màu sắc gì luôn. Xuất sắc. Nhà không bóp bóp quá xuất sắc. Cô tự khen thôi. Cô chú ăn ngon miệng nha. Nó tự khen cái thiệt tình đó. Không có gì. Trời ơi. Cái là trời ơi. Trời ơi, đứng lên chụp hình, nãy giờ đứng ở đây quá trời luôn rồi đó. Tại vì vô trong kia đó là người ta kêu vô chụp hình rồi phải vô ra. Ui. Trời, cô nãy giờ chưa các bạn luôn hả? Em đợi, em đi từ lúc 6 giờ sáng. Ủa sao chưa các bạn hả? Trời thông cảm xíu nha, tại bữa nay ngày đầu khai trương nên vậy á. À đi chung luôn hả? Trời ơi. Từ bên Chicago. À Chicago nãy nói. Mới biết nhau thôi chứ chưa biết. Ôi giờ ngồi chung chuẩn bị gì gác chung bàn luôn đúng không? Fan của anh Khoa từ lâu lắm rồi. Vâng, xem video. Ok. Ok, ok hơn. Lên video phải giả bộ xấu xấu xíu ra ngồi cho bất ngờ chứ. Trời ơi. Anh đi mua Rolex mà khinh thường chủ tịch. Thiệt tình. Ông nhớ gì nhớ cái hay nhớ toàn mới tàu lại không nội. Trời ơi. Có đợi xíu nha. Để con ra coi pháo quá trời quá. Trời ơi, đa lát luôn. Fan nhỏ nhất luôn á. Ri luôn. Giờ bé vô ăn gì là ri hết á. Thiệt tình luôn á. Đa lát luôn. Trời ơi, trong này đa lát nhiều lắm luôn á. Đa lát quá trời luôn.
Dallas gì, Chicago, Boston gì tùm lum tùm la trong đây nè. Trời ơi, cảm ơn cô chú rất là nhiều là đi từ sáng tới giờ mới tới đây á. Rồi, nhưng mà cố gắng đợi xíu tại hôm nay ngày đầu khai trương nên. Dạ. Năm sau mở Dallas nha. Dạ. Phải chạy sớm. Dạ dạ. Khai trương mà chạy không kịp. Dạ. Ôi. Trời. Chết rồi, nhìn mặt tôi nhìn hung quá rồi cuối cùng chốc rồi. Ôi trời chứ. Rồi. Sao vậy con? Chú Ba nói chuyện lớn tiếng quá. À, sao đây xin lỗi trời. Đứng đây là qua. Đây ok rồi. Đây. Được không? Đó, chụp cái nè. Bữa trước là tính để cái bàn, mình tính để cái bàn mà để cho mọi người ngồi tròn có cái bàn. Thật sự là tại vì bữa con dọn con clean chỗ này nè, con quên. Để bữa sau con thêm cái bàn vô. Ok. 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 Yeah. Yeah. À. Rồi. Rồi. Ok. Dính cái lấy hơn coi. Dính cái lấy hơn. Nè vô vô vô. Ra lắm ra lắm. Lắm. Đi năm, đi năm cộng 1 nha, vô nha. Heo heo heo. Cái nồi là heo. Vô vô cái nồi nhìn lên. Vô cái nồi. Nha. Đà Lạt. Sao phải thấy con kéo chân cao lên cho. Đẹp. Đẹp. Đẹp trai. Nào rồi. Rồi. Rồi chấm chấm cho cô tắm đi anh dẫn cho cô. Rồi, ôi giờ thật sự là tôi tính là có chỗ ngồi mà cô chú thông cảm nha. Mấy cái bàn chỗ này đâu ta? Mấy ghế ngồi đâu? Đây đây rộng xíu. Trời ơi, cho chồng tôi chụm tắm đi. Trời ơi, tôi biết ai đâu. Rồi rồi vô, đó. Rồi tôi đứng. Lấy cái bảng ở đây, lấy cái bảng đi. Bảng bự luôn. Lấy bảng bự luôn đi nè. Thiệt tình đó, cái bảng này tôi thấy đó. Khoa từ hồi bé mới đẻ nè. Trời ơi. Nó coi. Trời ơi, giờ như tuổi rồi, giờ như tuổi rồi. 7 rồi. Trời ơi, coi như là anh trời, nhau. Tôi làm YouTube mới có 5 năm mà con 7 tuổi kêu xạo thiệt quá. Thiệt đó chứ. Đâu chụp bên này đúng không? Ok, rồi. Cảm ơn qua. Rồi, tôi đứng chỗ luôn nè. Rồi, vô luôn nè. Dallas rồi đúng không? Yeah. Rồi. Dallas. Dallas đâu? Dallas đâu? Dallas đâu? Vô luôn nè. Vinh Family vô luôn. Vinh Family. Rồi, Dallas. Rồi, vô vô Dallas. Rồi, rồi, chạy xuống tới Houston luôn. Rồi. Rồi, rồi. Đi Dallas là đi. Trời ơi. Rồi, ok. Ok. Này đúng không? Dạ. Khải Dương Hồng Phát nha con. Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ, yeah, ok. Khải Dương Hồng Phát. Ok. Nó mềm lắm nè. Dạ, cảm ơn. Trời ơi. Nó mềm. Nó mềm hả? Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi. Dạ. Rồi, quá đẹp. Cảm ơn Khoan á. Rồi, dạ, cảm ơn chú. Trời ơi. Cảm ơn Khải Dương. Không chưa? Đó thì hôm nay là khai trương là có nhiều thường siêu sót lắm, nhưng tổng kết lại là các bạn sẽ được giảm 10% trong một tháng đầu, đi 5 tặng 1, chị em dưới 5 tuổi free đó. Rồi ok, bên kia đúng bên này, bên nào bên này rồi trời. Thôi nói chung là sorry, tập khai trương hôm nay là dừng tại đây, gặp các bạn ở tập sau. Giờ tôi đi giao lưu cái đã, tôi quay nhiều tôi giao lưu.